Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha anh em. Thì tiếp tục hôm nay sẽ mình sẽ review về một món ăn của Trung Quốc nha cả nhà. Cái này là mì tương đen hải sản nha cả nhà. Lần đầu tiên mình được thưởng thức cái món này luôn. Trên bao bì khá là đẹp luôn cả nhà. Này có hải sản, có tôm, có cua các kiểu luôn ha. Không biết bên trong nó như thế nào. Bóc tem. Nó có một cái đôi đũa nè. Một bịch nước sốt nè. Này là hải sản nè cả nhà ơi. Đây nha. Hải sản là con nghêu nè. Này là những con nghêu nha cả nhà. Nghêu với lại hình như là cái này là măng này. Một lát nữa mình sẽ xé ra mình trộn mình ăn thử mình cho cả nhà xem nha. Đây là mì ra. Mì này thì hình như là nó mềm chín rồi nè. Nhưng mà mình để cho nó an toàn một xí nữa thì mình sẽ đi trộn sơ với lại nước nước nóng ra cả nhà. Giờ thì mình sẽ khui ra luôn nha. Cái sợi mì nó cũng khá là mềm rồi đó. Cái này giống như udon nha mọi người. Đó. Mình lấy đũa. Đây, cho cả nhà xem. Đây nha. Sợi mì nó đã mềm rồi cả nhà. Cái này là có thể là mình chế nước sốt vô mình ăn được rồi đó. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi làm nóng nó một tí đi. Mình sẽ cho vào nước sôi á, mình trụng cho nó nóng lên. Rồi sau đó mình sẽ cho cái gói hải sản này. Cái này là chắc là nghêu á. Với lại bịch nước sốt mình trộn lên mình ăn nha. Cái này thì mình ăn khô nha cả nhà. Ok anh em nha, thì hồi nãy giờ mình cũng trộn sơ qua rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho nước gói nước sốt nó vào này. Cái này là sốt tương đen đây. Sợ ơi. Thường thường mình thấy những anh Trung Quốc á, người ta ăn người ta cho cái nước sốt này vào khá là nhiều luôn á. Người Trung Quốc người ta thích ăn cay nha cả nhà. Tương đen. Hải sản. Wow. Nghêu cả nhà. Cái này thì nó có hạn sử dụng như cả nhà. Trong vòng mấy tháng thôi. Nghêu kiểu như là nghêu người đây người ta muối chua hay gì đó. Úi giời ơi, thơm quá. Trộn lên nha cả nhà. Cái mì này thì lúc mình mua về thì mình không cần làm nóng, mình ăn cũng vẫn được nha. Tại vì cái mì là lúc nãy mình xé ra thì mình thấy nó đã mềm rồi, kiểu như là ăn liền luôn. Nhưng mà để cho nó thật sự mà nó an toàn thì mình phải làm nóng lên đi cả nhà. Cái gì cái chứ ăn nóng cho nó tốt nha. Đây. Mì muôn năm cả nhà ơi. Thì như cả nhà cũng biết á, nếu mà ai mà xem theo dõi kênh mình nhiều á, thì cũng biết là trước mình bị F0 đó nha. Thì hôm nay mình bị F0 lần 2 luôn. Hôm trước thì mình bị F0 lần một thì nó kiểu như nó hơi sốt sốt nhẹ, nó hơi mệt một tí thôi. Nhưng mà mình hết rồi, mình tiêm vaccine cũng đủ 3 mũi rồi, nay bị thêm lần hai nữa. Lần hai thì nó chỉ bị ho thôi, bị ho với lại riêng mình nha, bị ho với lại sổ mũi. Nhưng mà cơ thể nó cũng khá ổn rồi nha. Rồi mời anh em nhé. Cái này là mì trộn tương đen. Mình mua cái loại cũng siêu cay nè. Wow, mới quất một miếng mà ta cảm thấy cay rồi. Ăn cay cho nó giải cảm, giải sổ mũi, điều trị F0. Wow.
Đúng kiểu tương đen luôn cả nhà. Trời, con Mỹ đen xị luôn. Có nghêu nữa nè. Nghêu này nha. Thường thường thì 6 tháng bị F0 trở lại, nhưng mà không biết sao mình mới có 4 tháng. Trước mình bị F0 là khoảng cách là 4 tháng rồi, nhưng mà giờ bị thêm lần 2 nữa. Không biết bị lần 2 nó có bất tử không, mà bị thêm lần 3 nó cũng được. Lần 2 thì cũng khá là nhẹ, nó chỉ sổ mũi với lại ho thôi, ho hơi nhiều á. Nhà biết sao không? Con virus này nó xâm nhập vào cái hệ hô hấp của mình là nhiều á. Kiểu như mình hít vào á thì nó đi vào phổi mình rất là nhanh, có thể nó ủ bệnh trong đó trong vài ngày. Nhiều khá là dai luôn cái này. Khuyến cáo anh em nào ăn cay không được, đừng nên mua món này nha, tại vì cái món này nó khá là cay như thế này. Mình thì mình rất thích ăn cay. Mì cây sashimi mình ăn được cấp độ 7 mà cả nhà. Là cái mì này không có thành vấn đề đối với mình hả? Wow. Tiếp tục cả nhà. Đừng hết nữa nha. Ăn mì cay mình phải ăn cho nó nhanh. Nếu mà ăn lâu quá, ăn chậm quá thì nó sẽ cay á. Mình ăn nhanh nó bớt được cái độ cay của nó. Còn ăn chậm mà nó sẽ cay từ từ, nó sẽ ngấm từ từ á. Thà quất một lần luôn.
Hoàn thành mục tiêu của nhà. Còn mấy cọng nhưng mà nó ngắn quá mình ăn không được, gấp không được. Chung cũng khá là ổn, khá là được. Cày á. Cây còn nghèo quá, thịt nó cũng dai dai, nó cũng khá là ổn áp á. Nói chung là những cái món ăn của Trung Quốc này, nó hay có nhiều mỡ, dầu mỡ một tí cả nhà. Nếu mà anh em nào mà mình ít ăn dầu mỡ thì mình có thể mình cho cái bịch gói sốt gia vị nó ít lại nha. Còn riêng mình thì mình thấy cho nó càng nhiều, ăn càng cay càng phê đó nè. Kiểu như là mình ăn nó quen rồi thì mình, tại vì mình ăn những cái món ăn của Trung Quốc cũng khá là nhiều. Rồi ok anh em nha, có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay hãy để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.